Châu rừng châu Á, hay còn gọi là châu rừng, châu châu Á hoặc châu nước hoang dã, là một loài trong họ châu bò có kích thước lớn và có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Ngoài ra, châu nước hoang dã rất có thể là tổ tiên của loài châu nước đã được thuần hóa ngày nay. Châu rừng châu Á là loài vật biểu tượng của quốc gia Philippines và ở đó người ta thường gọi chúng là carabao. Một trong những biệt danh của châu rừng châu Á là máy kéo sống của phương Đông. Đặc điểm ngoại hình của châu rừng châu Á. Châu rừng châu Á có kích thước to lớn, bờ ngực rộng và đôi chân tương đối ngắn. Con đực có xu hướng lớn hơn nhiều so với con cái. Ở cả hai giới thường có lông màu xám tro gần với màu đen, mặc dù ở những con đực trưởng thành đôi khi sẽ có màu sẫm hơn. Về tên gọi, vào năm 1827, một nhà tự nhiên học người Anh tên là Charles Hamilton Smith đã đề xuất tên là Bubalus orni cho châu rừng châu Á.